Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo nghị định quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất điều chỉnh nâng mức hỗ trợ đối với cây trồng, cây lâm nghiệp, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực vật cho phù hợp với kinh phí để khôi phục sản xuất hiện nay, tăng so với mức hỗ trợ cũ từ 1,33 tới 3,7 lần. Đối với cơ sở sản xuất bị thiệt hại dưới 1,5 triệu đồng thì không xem xét hỗ trợ. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến kiến nghị xây dựng nghị định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe theo trình tự thủ tục rút gọn. Theo đó, Chính phủ đồng ý áp dụng trình tự thủ tục rút gọn trong xây dựng nghị định sửa đổi Nghị định 30/2023 và Nghị định 139/2018 về kiểm định xe cơ giới nhằm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đăng kiểm. Nghị định sửa đổi sẽ tập trung vào nội dung ngăn chặn tình trạng đứt gãy hệ thống kiểm định khi nhiều đăng kiểm viên bị kết án dẫn đến thiếu hụt nhân lực và hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Theo đó, sẽ không thu hồi chứng chỉ, cấm hành nghề với đăng kiểm viên bị án treo hoặc cải tạo không giam giữ. Trung tâm đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ cũng không bị đóng cửa. Liên quan tới việc xe khách loại 45 chỗ bị lao xuống vực khi đang di chuyển trên quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông, thông tin từ ngành đăng kiểm xác định chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 20 tháng 6 năm 2024, tức 11 ngày trước khi xảy ra vụ việc. Như đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, xe khách do tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, trú tỉnh Bình Dương, cũng là chủ phương tiện điều khiển lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông. Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Chỏ thuộc tỉnh Đắk Nông thì bất ngờ bị lật xuống vực. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 45 hành khách và tài xế phụ xe. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương và đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Long và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Công an huyện Đắk Long xác định nguyên nhân dẫn đến xe khách bị nạn là do tài xế điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Thị Có, 33 tuổi, Lê Thị Yến Nhi, 31 tuổi, Lưu Công Trường, 32 tuổi để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm 3 người này sống lang thang không có nơi cư trú ổn định, thường dựng lều ở trước các nhà dân không có người sinh sống, làm nơi cư trú và mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hình thức hoạt động của nhóm là giả người nhặt ve chai hoặc chở theo các em bé để đi bán ma túy. Trước đó, qua công tác trinh sát, công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Công an xác định Trần Thị Có là đối tượng cầm đầu. Tối 28 tháng 6, Có chở Lê Thị Yến Nhi cùng hai con nhỏ sinh năm 2022 đi bán ma túy cho một đối tượng khác thì bị trinh sát theo dõi bắt quả tang. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Truy xét, công an bắt quả tang Lưu Công Trường đang bán ma túy và ổ nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong lúc bắt giữ, các đối tượng trên chống trả quyết liệt, làm nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương chảy máu. Qua kiểm tra, công an xác định trong nhóm này có đối tượng bị nhiễm HIV nên 5 cán bộ chiến sĩ bị thương phải vào bệnh viện để điều trị phơi nhiễm. Lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác thực sinh trắc học, hai ngày qua, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng đề nghị hỗ trợ. Do đó, ngân hàng cảnh báo khách hàng tuyệt đối không bấm vào link, không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng số, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dịch vụ thẻ, số thẻ, mã OTP, thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác, cũng như không chia sẻ các thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ ngân hàng, thông tin giao dịch ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị đối tượng lừa đảo lợi dụng. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cũng như các hãng hàng không khác, bao gồm Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Viettravel Airlines về việc tăng cường quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay. Theo đó, Cục yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam bổ sung lực lượng vận tải và tăng tải cung ứng trên các đường bay quốc tế và nội địa, yêu cầu các hãng tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng không, nội địa, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và các chương trình bán vé theo quy định. Ngoài ra, các hãng hàng không Việt Nam cần xây dựng các giải giá vé linh hoạt, tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá vé.